đến với đội VinFast, lần lượt đầu tiên đó là Phoenix F thưa quý vị, và dòng xe đang được di chuyển với chúng ta Paris 2022. Và tiếp theo những dòng xe đó là Victorious và Kios, được ứng dụng công nghệ pin ưu việt LFP có tuổi thọ cao, vận hành ổn định và an toàn vượt trội, có thể đạt được quãng đường di chuyển tối đa sau một lần sạc đầy lên tới khoảng 200 km, với tốc độ tối đa là lên tới 100 km/h. Và thưa quý vị,